Top 20 Miss Grand International 2022 and Miss Grand Vietnam 2022. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân. Phía sau lưng ta có ngàn mũi dao, quanh ta bao nhiêu lời dằn pha. Chân ta đi băng qua ngàn nỗi đau, đôi tay chơi với nơi vực sâu. Rồi họ vẫn đứng đó chê bai hà hê, miệng đời chua cay trên đường kia ta về. Và đầy những định kiến, diềm đam mê để ta vấp ngã, nhưng họ chẳng thể. Và ta đã đứng lên từ nơi tối tăm, thắp lên ngọn đuốc ra khỏi nơi giam cầm. Vì còn trong ta hy vọng, hãy vững tin, đón lấy chiến thắng đang gọi tên. Chiến binh, cỡ dịch lại khăn che đầy quanh thân mình. Lao lên như một mũi tên, bằng ngàn trùng khơi nơi đỉnh cao tên lên. Lao lên như một ánh sao băng, mặt ngàn mơ ước bước tiếp khát vọng hàng mang. Để bước trên sân khấu này, chỉ còn mỗi ta với anh hào quang. Trở thành một hoa hậu có nhiệm kỳ đặc biệt và rực rỡ. 330 ngày, từ một cô gái không biết mình đã đăng quang cho đến chỉ có 2 ngày để chuẩn bị đi thi quốc tế và trở nên một người đầy mạnh mẽ đứng ở đây ngay lúc này. Thiên Ân xin được cảm ơn chiếc vương miện Miss Grand Việt Nam 2022 đã cho con ông có cơ hội để chinh chiến Miss Grand International, được làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, được có thêm những người bạn, được đi nhiều nơi để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam đến quốc tế và được trưởng thành hơn. Con cảm ơn ba đã luôn yêu thương con, đã tạo ra con và dạy cho con biết rằng dù con có thành công hay không cũng không quan trọng bằng việc con phải thành nhân. Cảm ơn mẹ đã luôn là trái tim của con, là nơi để con tâm sự tất cả mọi chuyện, kể cả khi mẹ đã không còn trên cuộc đời này. Và con nghĩ bây giờ mẹ an lòng khi nay mẹ Dung lo lắng cho con nhiều hơn. Ngày mẹ mất đi, con như mất đi bầu trời của mình. Nếu có kiếp sau, xin cho con được tìm lại mẹ. Mẹ nhé. Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Con xin cảm ơn ba Nam, mẹ Dung đã lo lắng, đã yêu thương con như con gái, đã bảo vệ con trước những sóng gió ngoài kia. Em cảm ơn các anh chị, công ty Sen Vàng đã luôn yêu thương, cười cùng em, khóc cùng em trong suốt nhiệm kỳ và không ngừng lo lắng cho em. Cảm ơn tất cả các anh chị chuyên gia, đối tác, nhãn hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân. Và đặc biệt, không quên cảm ơn Elastan Việt Nam, V-Group đã đi cùng Ngân trong suốt hành trình Miss Grand Việt Nam 2022. Thank you, Mr. Nawad, Ms. Teresa and Isabella, my sister, for being here tonight to watching Miss Grand Vietnam 2023. Thank you, Miss Grand International Organization,
for giving me a chance to represent my country and show the world how great Vietnam is. Miss Grand International is a part of my remarkable youth, and I truly thank you for all of that. Và một lời cảm tạ không thể thiếu dành tặng cho tất cả mọi người, những người hâm mộ, những người đã yêu thương Ân và đồng hành cùng Ân trong suốt thời gian vừa qua. Tình cảm của mọi người là động lực để Ân có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người xa lạ, nhưng lại yêu thương nhau nhiều như thế. Thiên Ân không phải là người hoàn hảo, nhưng Thiên Ân yêu chính những điều hoàn hảo của chính mình. Và Ân luôn cải thiện để biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Bởi vì tất cả chúng ta nếu như không yêu được chính bản thân mình thì sẽ không ai có thể yêu bạn hơn chính bản thân của bạn. Chuyến hành trình với cương vị Miss Grand Việt Nam 2022 sắp kết thúc, nhưng sứ mệnh của một hoa hậu vẫn còn ở đó. Và chắc chắn một điều, Thiên Ân sẽ tiếp tục cống hiến cho đến khi nào bản thân không còn có thể. Chúc cho tân hoa hậu sẽ là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và giúp ích được cho xã hội. Cuối cùng, xin mọi người hãy nhớ đến một cái tên: Đoàn Thiên Ân, Miss Grand ngàn trùng khơi nơi đỉnh cao tên lên, lao lên như một ánh sao băng, mặt ngàn mơ ước bước tiếp khát vọng hàng mang, để bước trên sân khấu này chỉ còn mỗi ta.